bậc mạnh nhất trong thế giới hoàn mỹ là Tiên Vương, Chuẩn Tiên Đế, Tiên Đế. Hai bậc mạnh nhất trong Thánh Khư là Cuối Đường Tiên Lộ, Siêu Thoát. Trong video ngày hôm nay, chúng tớ sẽ gửi đến các bạn một video nói về những vị trí đứng hàng đầu. Và chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Đừng quên để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ chúng tớ nhé. Đứng vị trí thứ 7 là Vô Thủy Đại Đế, là đại đế cuối cùng của nhân tộc ở thời Đại Hoang Cổ, cũng là vị đại đế mạnh nhất của nhân tộc, trấn áp cửu thiên thập đại, không kẻ nào mà người không đối phó được. Cả đời vô địch bất bại, trấn nhiếp sinh mệnh cấm khu, cường đại như địa phủ, truyền thừa vạn cổ tuế nguyệt xa xưa như vậy, nhưng đối mặt với Vô Thủy Đại Đế cũng chỉ có thể cúi đầu, tự phong thiên bảo, không dám đối kháng. Trong bộ thế giới hoàn mỹ, thực lực của Vô Thủy Đại Đế là chuẩn tiên đế đỉnh phong. Đến cuối bộ Thánh Khư, tu vi của Vô Thủy Đại Đế đến gần cuối đường tiên lộ. Đứng ở vị trí thứ 6 là Ngoan Nhân Đại Đế. Nàng là đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất từ xưa tới nay, cũng là người tàn nhẫn nhất từ cổ chí kim. Ngoan Nhân Đại Đế khinh thường cổ kim, nàng tranh với trời, tranh với bản thiên. Thiên phú không phải dị bẩm, nhưng lại dựa vào sức một mình, chém hết chư vương, tung hoành cửu thiên thập đại. Thần linh cũng không thể cản đường, lấy thể chất không bằng phàm nhân cuối cùng đi đến đỉnh cao nhất, trở thành một trong những nhân vật mạnh nhất từ cổ chí kim. Xưa nay có mấy người dám xưng thiên đế, nàng chính là một trong số đó. Ngoan Nhân Đại Đế, vang danh thiên hạ. Năm đó ca ca của Ngoan Nhân Đại Đế bị Vũ Hóa Thần Triều hại chết. Nàng vì báo thù cho ca ca mà tu luyện. Mặc dù Ngoan Nhân không có tư chất tu luyện, nhưng nàng lại có thể sáng tạo ra Thôn Thiên Ma Công. Thông qua thôn phệ các loại thể chất đặc thù cùng bản nguyên, không ngừng mạnh mẽ lên, cuối cùng đột phá thành đế. Sau khi thành đạo, nàng một kích quét ngang Vũ Hóa Thần Triều. Một kiếm bình định thiên đoạn cấm khu, tại Côn Luân đánh nát thành tiên đỉnh. Tu luyện không vì thành tiên, chỉ vì trong hồng trần chờ đợi ca ca trở về. Trong bộ thế giới hoàn mỹ, thực lực của Ngoan Nhân Đại Đế là chuẩn tiên đế đỉnh phong. Đến cuối bộ Thánh Khư, tu vi của nàng gần cuối đường tiên lộ. Đứng ở vị trí thứ 5 là Lục Đại Thủy Tổ. Mấy vị thủy tổ này chiến lực yếu hơn 3 vị tiên đế là Hoang, Thạch Hạo, Diệp, Sở. Nhưng bọn họ dựa vào lực lượng của lão đầu mà phục sinh vô hạn. Bọn họ gần như bất tử, một mình Hoang hay Diệp Phàm hoặc là Sở Phong đều không thể giết chết Lục Đại Thủy Tổ. Tu vi của mấy đại thủy tổ đều đại đến cuối cùng đường tiên lộ. Đứng ở vị trí thứ 4 là Sở Thiên Đế, Sở Phong. Sở Thiên Đế cũng khá giống với Diệp Thiên Đế, đều là người địa cầu. Người ở Côn Luân Sơn đạt được lọ đá thần bí mà quật khởi. Dung mạo cái thế, tài tình vô song, thiên phú trận vực kinh diễm vô cùng. Đến cuối bộ Thanh Khư, tu vi của Sở Thiên Đế đạt đến cuối đường tiên lộ, thăng hoa nhưng có vẻ yếu hơn Hoang và Diệp. Đứng ở vị trí thứ 3 là Diệp Thiên Đế, Diệp Phàm. Diệp Phàm vốn là người đại cầu, cơ duyên xào hợp mà đưa đến Bắc Đẩu Tinh Vực. Một đường gian khổ tu luyện, Diệp Phàm lấy thực lực chứng đạo thành tựu tiên đế. Đến cuối bộ Thánh Khư, tu vi của Diệp Thiên Đế là cuối đường tiên lộ thăng hoa. Người cũng một mình đánh quỷ dị nhất tộc và thất bại giống như là Hoang Thiên Đế. Tại Thánh Khư đại kết cục, ba người Hoang, Diệp, Sở mới có thể diệt sát quỷ dị nhất tộc. Trong bộ thế giới hoàn mỹ, thực lực của Diệp Thiên Đế là chuẩn tiên đế đỉnh phong. Đứng ở vị trí thứ 2 là Hoang Thiên Đế, Thạch Hạo. Thạch Hạo hay còn được gọi cái tên là Hoang Thiên Đế. Vì tu đạo mà sinh, vì ứng kiếp mà tới, vô tiền khoáng hậu, vạn cổ duy nhất. Cuộc đời đã đến huy hoàng cực hạn, cũng đầy đau thương và mất mát. Trong tiểu thuyết Thánh Khư, tu vi của Hoang Thiên Đế là cuối đường tiên lộ thăng hoa. Tất cả đều đạt tới đỉnh điểm. Người cũng từng một mình đánh quỷ dị nhất tộc nhưng thất bại. Đứng ở vị trí thứ nhất là Lão Đầu. Lão Đầu là chủ nhân chân chính của Tam Thế Đồng Quan và Lọ Đá. Tu vi của Lão Đầu đạt tới siêu thoát. Từ khai thiên tích đại tới nay, chỉ có duy nhất người đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt. Mặc dù Lão Đầu đã chết đi vô số kỷ nguyên, nhưng đám quỷ dị nhất tộc đều mượn lực lượng của Lão để phục sinh vô hạn mà chiến đấu cùng Hoang, Diệp Phàm, Sở Phong.